Thế mẹ em mới bảo em là mày ơi, tao bị hốc xương cá mày ạ, mày làm nào tao hết hốc xương cá. Thế là em mới dở cái bài mẹo vặt đi ạ. Thế là em bảo là em thấy bấm vào 19, 63 với cả 14. Thế là em day cho mẹ em 3 lần 19, 63 với cả 14. Thế là một lúc em bảo mẹ em là mẹ lấy cái lưỡi mẹ đảo vào cái lợi đi để cho nó tiết nước bọt ra, xong mẹ đút xuống xem là nó có trôi đi không. Thế xong em đi chơi nửa tiếng về em bảo thế mẹ hết chưa, mẹ em bảo là tao hết rồi mẹ ạ, hết vướng rồi. Thế là em lại giải quyết được cái hốc xương cá cho mẹ em rồi ạ.